Xin kính chào quý vị khán giả. Bảo Trân rất hân hạnh được đồng hành và gửi tới quý vị những thông tin cập nhật trên kênh YouTube Báo Pháp Luật Thành phố Hồ Chí Minh. Nội dung chi tiết sẽ được gửi tới quý vị và các bạn ngay sau đây. Liên quan đến vụ việc Công an Thành phố Hồ Chí Minh có giấy triệu tập ca sĩ Vy Oanh lên làm việc theo đơn tố giác của con trai bà Nguyễn Phương Hằng là ông Nguyễn Quang Tuấn. Hôm 24 tháng 3, ca sĩ Vy Oanh đã gửi đơn khiếu nại. Trong đó, bà Oanh cho rằng sử dụng giấy triệu tập là không đúng quy định pháp luật vì cô không phải tội phạm. Vậy từ triệu tập được quy định ở đâu và sử dụng khi nào? Trước khi bị bắt về hành vi lợi dụng quyền tự do dân chủ, xâm phạm lợi ích của nhà nước, quyền và lợi ích của cá nhân, bà Đặng Thị Hàn Ni từng được cơ quan cảnh sát điều tra Công an Thành phố Hồ Chí Minh PC02 phát giấy mời lên làm việc về đơn tố giác của bà Nguyễn Phương Hằng, sau đó mới phát giấy triệu tập. Hay trước khi bị bắt, bà Nguyễn Phương Hằng cũng bị cơ quan cảnh sát điều tra Công an Thành phố Hồ Chí Minh PC01 mời lên làm việc về đơn của nhiều cá nhân khác tố giác bà nhiều lần. Trên thực tế, trong nhiều vụ án hình sự khác, cơ quan công an cũng gửi thư mời người tố giác lên làm việc về nội dung bị tố giác. Không chỉ người bị tố giác, mà trong nhiều vụ án hình sự lẫn dân sự, nhiều luật sư cũng tỏ ra khó chịu khi bị tòa án phát giấy triệu tập thay vì thư mời. Vậy triệu tập là gì và khi nào cơ quan chức năng quyết định triệu tập, khi nào thì mời? Bình luận về việc này, chia sẻ với báo chí, luật sư Lê Văn Hoang, đoàn luật sư Thành phố Hồ Chí Minh cho rằng Bộ luật tố tụng hình sự năm 2003 không có quy định về việc cơ quan tố tụng triệu tập đối với người bị tố giác khi chưa khởi tố vụ án. Tuy nhiên, trong thông tư liên tịch hướng dẫn thi hành bộ luật này thì lại cho phép triệu tập người bị tố giác. Tuy nhiên, đến Bộ luật tố tụng hình sự năm 2015 thì điều tra viên được phân công tiến hành hoạt động khởi tố, điều tra vụ án hình sự, có quyền triệu tập và hỏi cung bị can, triệu tập và lấy lời khai người tố giác, báo tin về tội phạm, người bị tố giác, kiến nghị khởi tố, người đại diện theo pháp luật của pháp nhân, lấy lời khai người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp, người bị bắt, người bị tạm giữ, triệu tập và lấy lời khai người làm chứng, bị hại, đương sự. Do đó, việc cơ quan cảnh sát điều tra Công an Thành phố Hồ Chí Minh triệu tập ca sĩ Vy Oanh, người bị tố giác, là đúng quy định. Luật sư Hoang cho biết, trong nhiều trường hợp cơ quan công an sử dụng giấy mời làm việc, việc sử dụng giấy mời hay triệu tập là quyết định của cơ quan tố tụng. Tuy nhiên, theo từ điển tiếng Việt, thì từ triệu tập là mời đến một nơi để họp. Việc cơ quan triệu tập một người đến làm việc không có nghĩa là người này phạm tội. Cũng chia sẻ với Tuổi Trẻ, luật sư Đặng Xuân Cường, đoàn luật sư thành phố Hà Nội, Bộ luật tố tụng hình sự hiện hành sử dụng từ triệu tập rất nhiều và rải rác trong các quy định của bộ luật, trong đó có những điều khoản quy định về thẩm quyền, thủ tục thực hiện việc triệu tập, cũng như hậu quả pháp lý của việc người được triệu tập nhưng không có mặt theo giấy triệu tập. Tuy nhiên, luật không định nghĩa triệu tập là gì, thời điểm áp dụng việc triệu tập là khi nào. Mặc dù Bộ luật tố tụng hình sự không phân chia cụ thể các giai đoạn tố tụng của một vụ án hình sự, tuy nhiên theo khoa học pháp lý về hình sự thì các giai đoạn tố tụng của vụ án bao gồm khởi tố, điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án. Trong đó, giai đoạn khởi tố vụ án phải được xác định kể từ thời điểm có quyết định khởi tố vụ án. Kể từ thời điểm này trở đi thì hoạt động điều tra mới được tiến hành và hình thức giấy triệu tập mới được áp dụng. Ông Cường cho biết, vụ việc của ca sĩ Vy Oanh chỉ mới ở giai đoạn kiểm tra xác minh nội dung đơn tố giác, cho nên theo tôi, cơ quan điều tra chưa nên dùng giấy triệu tập. Ngay sau khi nhận được giấy triệu tập của Công an Thành phố Hồ Chí Minh về việc mình là bị đơn trong vụ việc ông Nguyễn Quang Tuấn, con trai bà Nguyễn Phương Hằng, đã gửi đơn tố giác về hành vi lợi dụng các quyền tự do dân chủ, xâm phạm quyền lợi ích hợp pháp của cá nhân bà Phương Hằng, ca sĩ Vy Oanh khẳng định cô không xúc phạm bà Nguyễn Phương Hằng trên mạng xã hội như ông Nguyễn Quang Tuấn nêu. Vì vậy, cô đã không đến làm việc theo giấy triệu tập. Ngày 24 tháng 3, ca sĩ Vy Oanh cho biết đã gửi đơn khiếu nại đến Công an Thành phố Hồ Chí Minh, Viện Kiểm sát, Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh và các cơ quan chức năng về việc bị ông Nguyễn Quang Tuấn, con trai bà Nguyễn Phương Hằng, tố giác lợi dụng quyền tự do dân chủ, xâm phạm đến lợi ích của bà Nguyễn Phương Hằng. Ca sĩ Vy Oanh nói rằng, bà Hằng chưa từng có đơn tố giác ca sĩ Vy Oanh về những hành vi xâm phạm quyền và lợi ích hợp pháp của bà Hằng như trong đơn ông Tuấn nêu. Ca sĩ Vy Oanh đặt vấn đề, bà Hằng đã thành niên, mặc dù bà đang bị tạm giam nhưng chưa có quyết định của tòa án tuyên bố về việc bà bị mất hay hạn chế năng lực hành vi dân sự. Vì vậy, bà Hằng có đầy đủ năng lực hành vi dân sự. Lẽ đó, ông Tuấn không có quyền tố giác thay. Nếu bà Hằng cho rằng tôi xúc phạm danh dự uy tín, thì chỉ có bà Hằng mới có quyền tố giác tôi.
ông Tuấn không phải là bà Hằng, ông không thể bị tổn thương thay cho bà. Xét về nội dung, ông Tuấn không có tư cách tố giác tôi thay cho bà Hằng. Ca sĩ Vi Oanh cho rằng, ngoài việc tố giác cô thì ông Tuấn còn tố giác nhiều người. Do vậy, để tránh việc lợi dụng quyền tố giác, trình báo gây ảnh hưởng đến cuộc sống người khác, Vi Oanh đề nghị ông Tuấn phải chịu trách nhiệm về việc tố giác. Nếu thông tin sai sự thật sẽ chịu trách nhiệm trước pháp luật. Ca sĩ Vi Oanh cũng quả quyết, tôi khẳng định đến nay tôi không có bất kỳ lời nói hành vi nào trong đời sống thường ngày hay trên mạng xã hội xâm phạm gây ảnh hưởng đến quyền và lợi ích hợp pháp của bà Nguyễn Phương Hằng như nội dung đơn tố giác ông Tuấn nêu. Tất cả những gì có liên quan, lời khai bị hại, trong đó có tôi đã được thể hiện đầy đủ rõ ràng trong vụ án Nguyễn Phương Hằng. Từ những lập luận nêu trên, ca sĩ Vi Oanh đề nghị không tiếp tục giải quyết đơn tố giác của ông Nguyễn Quang Tuấn, do ông Tuấn không phải là chủ thể có quyền tố giác tội phạm, quy định tại Điều 331 Bộ Luật Hình Sự. Vì vậy, sáng ngày 24 tháng 3, mặc dù có giấy triệu tập nhưng ca sĩ Vi Oanh đã không đến làm việc. Ngày 24 tháng 3 năm 2023, liên quan đơn tố giác của ông Nguyễn Quang Tuấn, con trai bà Phương Hằng, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an thành phố Hồ Chí Minh đã gửi giấy triệu tập bà Nguyễn Thị Mỹ Oanh, 39 tuổi, nghệ danh ca sĩ Vi Oanh, đến Phòng Cảnh sát Hình sự PC02 làm việc. Được biết, nữ ca sĩ đã rất bất ngờ và cảm thấy hoang mang khi bị công an triệu tập vào thời điểm này, khi mà bà Phương Hằng đã bị bắt tạm giam tròn một năm. Trao đổi với báo chí, ca sĩ Vi Oanh, tên thật là Nguyễn Thị Mỹ Oanh, cho biết cảm thấy mệt mỏi vì vụ án kéo dài. Nhận được giấy triệu tập của PC02, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an thành phố Hồ Chí Minh, tôi vừa bất ngờ vừa hoang mang. Trong vụ án bà Phương Hằng xâm phạm uy tín danh dự của tôi đã được Phòng PC01 Công an thành phố Hồ Chí Minh giải quyết hơn một năm nay, không hiểu vì sao nay lại được PC02 giải quyết khi có đơn của gia đình bà Hằng tố cáo tôi và những người khác. Tôi và gia đình mình đã chịu tổn thương hơn một năm nay, chỉ mong vụ án này sớm kết thúc, tôi quá mệt mỏi rồi. Theo thông tin từ Phòng Cảnh sát Hình sự Công an thành phố Hồ Chí Minh, ông Nguyễn Quang Tuấn tố giác bà Nguyễn Thị Mỹ Oanh, ca sĩ Vi Oanh, về hành vi lợi dụng các quyền tự do dân chủ, xâm phạm quyền lợi ích hợp pháp của cá nhân bà Nguyễn Phương Hằng, mẹ ông Tuấn. Trước đó, liên quan đến những lùm xùm giữa ca sĩ Vi Oanh và bà Phương Hằng, vào ngày 28 tháng 3 năm 2022, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an thành phố Hồ Chí Minh đã làm việc lấy lời khai của bà Nguyễn Thị Mỹ Oanh, tức ca sĩ Vi Oanh, liên quan đến các đơn tố cáo bà Nguyễn Phương Hằng sinh năm 1971, bà Bùi Thanh Quỳnh Như sinh năm 1992, ngụ quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh. Theo nội dung đơn, thời gian qua, dư luận xã hội đặc biệt quan tâm đến hiện tượng bà Phương Hằng liên tục sử dụng mạng xã hội YouTube, Facebook đăng tin bịa đặt thông tin sai sự thật, xuyên tạc, vu khống, xúc phạm đến danh dự của nhiều cá nhân, ca sĩ, nghệ sĩ trong nước. Bản thân ca sĩ Vi Oanh cũng bị bà Phương Hằng sử dụng ngôn ngữ phản cảm, nói là gái bao, giật chồng, làm vợ bé, đẻ thuê, trơ trẽn, v.v. Theo ca sĩ Vi Oanh, không chỉ dừng lại ở việc lăng mạ xúc phạm, bà Phương Hằng còn xúc phạm đến chồng con của mình, cho rằng chồng của ca sĩ là nhu nhược, có một con vợ thảm hại. Những video bà Hằng chia sẻ thu hút hàng triệu lượt xem và chia sẻ. Nữ ca sĩ trình bày trong đơn về việc có rất nhiều người xem ủng hộ tán thành những phát ngôn của bà Hằng xúc phạm tôi, hùa theo chửi bới, quy kết, bình luận, miệt thị tôi là đi giật chồng, làm gái bao, đĩ điếm, đi đẻ mướn. Theo ca sĩ Vi Oanh, nhiều người đã hùa theo bà Phương Hằng lập các trang mạng, nhóm hội đăng lại các clip. Trong số này có bà Bùi Thanh Quỳnh Như là chủ kênh YouTube Lang Thang Đường Phố. Tháng 9 năm 2021, ca sĩ Vi Oanh đã gửi đơn lên Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an thành phố Hồ Chí Minh tố cáo chủ kênh này lợi dụng những phát ngôn của bà Phương Hằng bôi nhọ, xúc phạm, làm nhục mình. Nội dung đơn ca sĩ Vi Oanh cho thấy kênh Lang Thang Đường Phố với hơn 300.000 lượt đăng ký theo dõi đã đăng rất nhiều video đặt tiêu đề nói xấu, nội dung bôi nhọ, xúc phạm danh dự của mình. Ca sĩ Vi Oanh cho rằng, trong các video do kênh này phát, có người phụ nữ tên Quỳnh Như cùng hai người đàn ông liên tục lan truyền những thông tin không đúng sự thật, đồng thời phát ngôn xúc phạm đến danh dự nhân phẩm của tôi. Một số người ủng hộ bà Phương Hằng còn có thái độ cực đoan vào trang Facebook cá nhân của ca sĩ để chửi bới, dùng lời lẽ thóa mạ xúc phạm. Nguy hiểm hơn, có trường hợp còn nhắn tin, gọi điện, đe dọa dùng vũ lực, đánh đập. Ca sĩ Vi Oanh đã tố cáo chủ kênh Lang Thang Đường Phố đã làm 19 video với nội dung nói xấu,
nội dung bôi nhọ, xúc phạm danh dự. Những video này thu hút đông đảo các bình luận với lời lẽ xúc phạm danh dự nhân phẩm của ca sĩ. Cô cũng tố cáo một hoa hậu 46 tuổi ngụ quận 1 cũng lên mạng livestream nói xấu, bôi nhọ hình ảnh, xúc phạm danh dự của mình. Nữ ca sĩ mong muốn cơ quan chức năng điều tra, củng cố xử lý đúng pháp luật với những người đã vu khống, làm nhục mình. Sau khi có đơn tố cáo bà Phương Hằng vào tháng 9 năm 2021, sáng ngày 25 tháng 3 năm 2022, ca sĩ Vy Oanh có đơn cầu cứu cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh về việc bị người lạ nhắn tin đe dọa. Sau khi bà Nguyễn Phương Hằng bị khởi tố bị can, bắt tạm giam vào ngày 24 tháng 3 năm 2022. Tuy nhiên, do lịch làm việc thay đổi nên ca sĩ Vy Oanh đã đến công an thành phố Thủ Đức vào sáng thứ Hai, tức ngày 28 tháng 3 năm 2022. Những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình của chúng tôi. Bảo Trân rất mong nhận được sự quan tâm và đồng hành của quý vị và các bạn dành cho các chương trình trên kênh YouTube Báo Pháp Luật Thành phố Hồ Chí Minh. Đừng quên nhấn chuông theo dõi chúng tôi để không bỏ lỡ bất kỳ thông tin nào. Xin chào và hẹn gặp lại.